Xin chào tất cả các bạn, mình là Hòa và chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Hòa Nam Mỹ. Hôm nay Hòa lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một bài viết trong series Mưu Khắp. Đó là bài viết của bạn Phượng Minh. Bài viết có tên Làm thế nào để Mưu có thể trói chặt trái tim gấp. Phượng Minh đã từng viết một bài viết, đó là bài Làm thế nào để gấp trói chặt trái tim Mưu. Và bài này là bài thứ hai thể hiện tình yêu gắn kết giữa hai người Mưu và Khắc. Và Hòa cũng đã xin Phượng Minh để chia sẻ bài viết này để cho các bạn đón đọc kênh YouTube của Hòa có một cái nhìn trọn vẹn nhất về tình yêu của Mưu và Khắc. Bây giờ Hòa xin phép đọc bài viết này. Điều gì ở Mưu khiến Khắc bị thu hút? Ngày viết ngày 20 tháng 10 năm 2021. Trước khi đọc bài viết này, tôi chỉ muốn nói, đây chỉ là ý kiến cá nhân, vậy nên mong mọi người khi đọc bài viết hãy cởi mở để đón nhận, vì bài viết đã từ rất lâu nên có thể các dữ kiện không còn mới, mong mọi người thông cảm. Tôi đã viết một bài viết về khắc làm sao có thể trói chặt trái tim Mưu từ rất lâu. Nếu ai chưa đọc và cảm thấy hứng thú thì các bạn có thể quay lại đọc nó. Vậy hôm nay sẽ ngược lại một chút nhé. Đã có bao giờ bạn tự hỏi điều gì ở Mưu đã thu hút gấp để một người luôn lý tính lại rơi vào lưới tình và phá bỏ những nguyên tắc vốn có của bản thân? Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn góc nhìn của bản thân tôi về vấn đề này. Vậy làm thế nào để thu hút một người? Trước khi đọc bài viết, các bạn hãy thử nghĩ một chút, điều gì ở người khác thu hút bạn? Nếu muốn thu hút một ai đó, trước tiên bạn phải có thứ mà họ không có. Tiếp sau đó là thứ mà bạn có được phải là thứ họ đang khao khát có được. Nếu bạn khao khát thành công, vậy bạn có thể sẽ khao khát cuộc đời giống Mark Zuckerberg. Bạn sẽ muốn tìm hiểu cuộc đời nhà sáng lập Facebook. Bạn sẽ muốn biết con đường đi đến thành công của ông. Còn đối với Gap, điều gì ở Mưu khiến chú ý và thu hút? Quay lại thời gian casting cho Thai Time The Series. Điều gì làm Mưu trở nên đặc biệt trong rừng hoa ấy để đôi mắt Gap luôn hướng theo? Tôi chắc chắn với bạn, đó không phải là ngoại hình, bởi ánh sáng ấy của Mưu chưa rực rỡ như bây giờ. Và dù yêu quý Mưu, tôi cũng phải nói, ngoại hình của Mưu không đủ thu hút tôi. Hơn hết, một thằng đàn ông sẽ không để ý ngoại hình của một thằng đàn ông khác. Nếu có cũng không phải là ánh mắt tán thưởng, mà là ánh mắt đánh giá của một con đực về độ cạnh tranh sức mạnh của một con đực khác. Trừ trường hợp bạn là gái nhé. Theo bạn, tại sao Gap lại lựa chọn con đường trở thành nghệ sĩ? Và trở thành nghệ sĩ, bạn sẽ có được những gì? Giờ bạn đã biết điều gì khiến Gap thu hút và ấn tượng bởi Mưu rồi chứ? Bạn nghĩ đúng rồi đấy. Vậy nên tôi sẽ dừng bài viết lại tại đây. Tôi đùa thôi. Còn nhớ ngày Mưu đi casting Thai Time The Series. Mưu là người duy nhất đi casting với fan cổ vũ. Họ tặng quà, họ động viên, họ trò chuyện cùng Mưu. Và đó cũng là thứ mà Gap luôn muốn khi trở thành nghệ sĩ. Điều đó làm Gap chú ý đến Mưu trong buổi casting. Tôi tự hỏi trong cái đầu nhỏ của một cậu bé 23 tuổi nghĩ gì? Anh ta là ai lại có fan tới cổ vũ nhỉ? Anh ta có điều gì đặc biệt sao? Anh ta sẽ casting vai gì? Nếu anh ta casting vai Tham thì mình có lẽ sẽ diễn cả với anh ta. Nếu mình trở thành Tham thì có thể có nhiều fan như vậy không? Sự tò mò khiến Gap luôn quan sát Mưu trong ánh mắt ấy sẽ mang theo sự tò mò, quan sát, một chút so sánh, mong muốn. Phải nói rằng buổi casting thứ hai khi Tham đã được loại bớt và bản thân Gap cũng biết Mưu không phải là đối thủ cạnh tranh của mình, vậy nên sự đề phòng công kích của Gap dành cho Mưu đã giảm đi rất nhiều và lúc này ánh mắt sẽ chỉ dừng lại ở sự tò mò. Tôi đã từng viết một bài viết về tình yêu và giới tính, không biết bạn đã đọc nó chưa? Ở bài viết này tôi đã chia sẻ rất rõ ràng quan điểm thẳng thắn của mình vì suy nghĩ Gap không hoàn toàn là dị tính, nghĩa là trend.
Bởi vì vậy, Gap có khả năng tiếp thu, dễ dàng chấp nhận và có rung cảm với bạn diễn cùng giới. Điều này ngay cả Miu lúc đầu đã nhận ra rõ ràng lúc Gap đỏ mặt khi diễn cặp cùng Miu. Vậy là chúng ta đã có hai yếu tố ban đầu để có một Gap đáng yêu. Đó là không bài xích người đồng giới và ấn tượng ban đầu tốt đẹp làm kích thích tính tò mò muốn theo đuổi của Gap. Yếu tố thứ ba là gì? Ôi, lại phải nói về bài viết trước của tôi. Bài viết ranh giới và sự thẳng thắn. Tôi đã từng nói Gap có một bức tường ngăn cách. Thật ra ai cũng có cái bức tường này. Nó được gọi là vùng an toàn. Ở bài viết này, tôi đã nói rõ ràng về việc Miu và Gap ngồi thẳng thắn với nhau để nói quá khứ của Miu và bản diễn cũ, cũng như những giới hạn Miu có thể làm tạo fan service. Việc này sẽ làm bạn cảm thấy an toàn hơn và dễ dàng chấp nhận. Đối với một người hơi thiên hướng nội như Gap, điều đó là cần thiết trong vòng tròn an toàn. Giống như khi ta đi đến một thành phố xa lạ mà bạn cảm thấy lo lắng, nhưng nếu bạn biết rõ con đường nào có thể dẫn bạn tới gần, bạn sẽ thoải mái hơn. Đó là cách Miu làm để Gap buông bỏ phòng bị của mình. Điều thứ tư để gần Gap hơn, đó là những cái ôm. Những sự đụng chạm, bạn có thể thấy sự kháng cự rất nhiều của Gap khi xem lại video workshop của Thai Time The Series 1. Mặc dù không thích, tuy nhiên cậu ấy là một người thích học hỏi và cậu ấy tính toán rất kỹ. Việc kinship với bạn diễn là một điều không thể tránh khỏi vì là một bộ phim boy love, thành công hoàn toàn chỉ nhờ nội dung và diễn xuất, còn phụ thuộc vào các fan service của hai diễn viên chính. Chính vì công việc cũng như sự nghiệp, cậu ấy không có lý do gì để chối bỏ nó. Những cái ôm cũng góp phần quan trọng trong sản sinh ra hormone oxytocin, hay còn gọi là hormone tình yêu. Một cái ôm đơn giản, chân thành hoặc cử chỉ âu yếm có thể làm tăng mức độ oxytocin trong máu. Nó không những cải thiện mối quan hệ mà còn cách tăng mức độ oxytocin tự nhiên. Oxytocin giúp giảm năng lượng. Cortisol, một loại hormone gây stress, xoa dịu các cảm xúc lo lắng, ổn định huyết áp và tăng cảm giác gần gũi. Để tôi nói bạn nghe một chút nhé. Nếu bạn muốn trở nên thân thiết với ai đó, hãy cố gắng tiếp xúc cơ thể với họ càng nhiều càng tốt. Hãy thật tự nhiên chạm vào các bộ phận mà không làm người khác cảm thấy vùng an toàn của họ bị đe dọa, như vô tình chạm cử tay, nắm tay, khoác vai, đầu gối sẽ rất hiệu quả đó. Trong khi quan hệ tình dục, những động tác vuốt ve, ôm ấp, xoa bóp, mơn trớn và những đụng chạm cơ thể sẽ làm cho chất lượng chuyện ân ái trở nên tối đa hơn. Các bạn biết, hầu hết các cảnh quay trong Thai Time The Series đều là những cảnh nóng chứ. Thời điểm đấy, oxytocin tăng cao, nó cũng là lý do khiến các cop thường nảy sinh tình cảm cùng bạn diễn. Sự hoạt động mạnh mẽ của oxytocin cũng khiến bạn nhiều khi không còn đủ tỉnh táo và để đánh giá mức độ chân thành của partner. Bởi lúc đó, trong họ chỉ xây nên cảm giác hạnh phúc và gần gũi. Tổng kết lại một chút, chính là quá trình workshop giúp Gap tiếp nhận những đụng chạm, ôm ấp của Miu và công việc sau đó. Những cái ôm khiến Gap cảm thấy lo lắng, đề phòng, buông bỏ cảnh giác. Nó cũng giống như một chú mèo lúc đầu hung dữ, giờ cao móng vuốt cào lạt. Nhưng khi bạn cố gắng vuốt ve nó, để nó biết bạn không làm hại nó sẽ không cào bạn nữa, mà sẽ im lặng để bạn vuốt ve. Việc đặt giới hạn và thực hiện nó cũng làm Gap cảm thấy an toàn hơn, bởi vì cậu ấy biết rõ Miu sẽ không đi quá giới hạn, và những giới hạn này Gap đều biết rõ Miu sẽ làm gì. Nhưng nó chưa đủ, chỉ khiến cảm giác ấy dừng lại ở mức cảm nắng. Còn phần còn lại phải phụ thuộc vào cảm giác của hai người. Có lẽ Miu đã cho Gap những cảm xúc trước kia mà cậu ấy chưa từng có được. Ở bên bạn gái cũ, Gap vẫn là Gap. Một quan niệm mà không cần bạn nói, bản năng con đực đã cho họ chỉ dẫn. Đàn ông luôn phải mạnh mẽ để bảo vệ lãnh thổ con cái, nếu không các con và bạn đời
sẽ bị con khác làm hại. Còn khi ở bên Mew, cậu ấy có thể thu móng vuốt lại vì cậu ấy biết không nhất thiết cần phải lo sợ hay cảm giác công kích. Nó không phải là cảm giác hai con đực đang thăm dò thực lực, cũng không phải là cảm giác với nữ như một con đầu đàn cần bảo vệ con cái và các con của mình. Nó là một cảm xúc thả lỏng, và khi bạn đủ cho tâm trí thả lỏng thì đón nhận được nhiều điều hơn. Tình cảm nảy sinh còn có thể bao hàm yếu tố chi phối, hiệu ứng đám đông. Khi các bạn có nhiều người luôn nói cho bạn biết rằng anh ta yêu bạn như thế nào, rất có thể sau đó bạn sẽ luôn chú ý đến họ, đôi lúc sẽ nảy sinh tình cảm nhờ đó. Tình yêu thường bắt đầu bằng sự tò mò và tìm hiểu mà. Lúc này khi không còn xem Mew là đối tượng công kích và buông lỏng cảnh giác, Gup sẽ có sự quan sát dành cho Mew. Cái nhìn của sự đánh giá với đối tượng sẽ ghép đôi. Bạn có lẽ đã từng nghe Gup nói về điều này chưa? Đó là sự nghiêm túc của Mew trong công việc. Tôi thì luôn luôn nghe khi Gup nhắc đến và đánh giá về partner. Một người đàn ông khi làm công việc một cách nghiêm túc sẽ rất thu hút. Trong lúc này, Mew đang học thạc sĩ. Vì vậy, sau khi nghỉ giữa các cảnh quay, Mew luôn tranh thủ học. Một người đàn ông luôn nghiêm túc, sắp xếp công việc hợp lý, thông minh và khi kết thúc công việc, lại rất quan tâm, săn sóc cho bạn mà không làm bạn cảm thấy khó chịu. Khi đưa ra các quyết định luôn hỏi ý kiến bạn trước. Anh ta sẽ bắt đầu các câu trả lời câu hỏi của mọi người bằng câu hỏi khác. Em nghĩ sao? Một người không làm trong vòng tròn an toàn của bạn báo động. Một người như vậy, bạn có muốn thử mở lòng không? Trong quá trình quay phim đã nói rất nhiều về khả năng giếm cạnh nóng của Mew, và khả năng này không thể có được với một người không có kinh nghiệm trước đó. Từng cái đụng chạm vuốt ve làm tăng hormone oxytocin, và nếu bạn chạm vào những vùng nhạy cảm thì nó sẽ tăng cao hormone oxytocin. Ở Gup, bạn có thể thấy Mew luôn chạm vào tai, cuối xương cụt, gáy và ít hầu. Tất cả điều đó là những gì được cho phép thấy trên màn ảnh. Trên cơ bản có những vùng sẽ nhạy cảm hơn. Thật ra, tôi đã nói rất nhiều về việc đàn ông luôn bị cuốn hút bởi tình dục. Một người cho bạn khao khát về tình dục, bạn sẽ nghĩ gì? Nó cũng giống như lần đầu tiên vậy. Hai bạn đã hôn nhau, vuốt ve làm tăng cảm xúc kích thích về tình dục, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Bạn có lo sợ không? Có. Nhưng bạn khao khát, tò mò kích thích không? Có. Bạn có muốn thử không? Có. Hơn hết, khác với phụ nữ, chuyện tình dục với đàn ông dễ quyết định hơn nhiều. Lúc này Gup cũng đã bước một chân với mối quan hệ này, và sau cùng để làm cho mối quan hệ này như bây giờ, phải có ai đó xé bỏ tầng quan hệ, có ai đó phải bước đến, có ai đó phải xé lớp ngăn cách, hoặc có ai đó phải bước ra khỏi quá khứ để bước tiếp. Vấn đề này tôi sẽ nói với bạn trong bài viết sau. Vậy bạn đã biết cách để thu hút ai đó rồi chứ? Đầu tiên, hãy để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về bạn. Hãy trở thành thứ mà họ khao khát mà không có được. Tạo cho họ sự tò mò, hứng thú, để họ có mong muốn tìm hiểu bạn hơn. Sự tiếp xúc cơ thể có thể làm tăng xúc cảm. Đối với người hướng nội, đừng phá vỡ vùng an toàn của họ, mà hãy cho họ biết ở bạn là vùng an toàn. Dù nói như vậy, nhưng bạn đừng cố trở thành ai đó mà không phải là chính bạn, bởi vì điều đó không làm bạn trở nên hạnh phúc. Vậy bạn chỉ cần là chính bạn mà thôi. Bây giờ bài viết cũng quá dài rồi, tôi sợ viết nữa sẽ thành nhảm. Tôi cũng đã viết mỏi tay khi đánh chữ, nên tôi sẽ dừng lại bài viết tại đây. Cảm ơn mọi người đã nghe tôi tám nhảm. Và đây là một bài viết mình cảm thấy rằng nó, khi mà đọc chung với bài viết, làm thế nào để Gup có thể chói chặt tới Vimeo, quả là một sự kết hợp vô cùng ăn ý và ngọt ngào. Và nếu các bạn yêu thích thì hãy nhấn like, nhấn nút subscribe và ủng hộ Hòa. Cũng như yêu thích chủ đề này thì có thể comment bên dưới để Hòa biết nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.